Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất Hạnh quần Cẩm Lệ cũng vừa tổ chức gặp mặt trao quà Tết cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn quần. Hội đã trao 70 xuất quà mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì các bệnh hiểm nghèo trên địa bàn quần. Những món quà tuy không lớn nhưng đã động viên tinh thần cho phụ nữ và trẻ em nghèo để họ tiếp tục điều trị bệnh, thêm niềm tin vào cuộc sống. Dịp này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cẩm Lệ phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tổ chức trao quà Tết cho trẻ em là con hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 50 em là con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận mỗi em mỗi phần quà trị giá 300 000 đồng. Đây là hoạt động thường niên được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tổ chức nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo có cái Tết ấm cúng hơn.